Xin chào tất cả các bạn, mình là Kiên đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái video clip ngắn này về cái loại phân nào mà mình tưới cho hoa lan hồ điệp tại nhà. Nếu mà mình nhớ không lầm thì những cái video mình up lên hồi lúc trước cũng có ba cái video mà mình chia sẻ về cái cách mình tưới phân và cái loại phân nào mà mình tưới trong cái thời điểm nào. Mình cũng chia sẻ rất là chi tiết. Nhưng mà những cái video sau này mình up lên á, mình không có đề cập đến vấn đề tưới phân nữa. Rồi các bạn xem mấy cái video về sau của mình, có bạn thì biết tin hỏi mình là bao lâu mình tưới phân cho hoa lan một lần và mình tưới bao nhiêu để mà cho cây nó đủ dinh dưỡng. Thì theo như các bạn thấy, cái cây hoa lan này của mình, ba cái chất đạm trong cái loại phân mà mình tưới á, nó hấp thụ vào cây lan này nó rất là đủ, nó cũng tương đối là khá đủ luôn. Theo như các bạn thấy là cái bộ rễ nó cũng là xanh tươi. Đây các bạn thấy những cái rễ gió nè, nó xanh như thế này. Và cái bộ lá, những cái bộ lá này hồi mà nhà vườn người ta trồng, mình mua về mình trồng đến nay nó vẫn còn xanh và còn cứng cáp đó. Cho đến nay này nó lên những cái lá xanh tươi và to lớn như thế này. Rồi cộng thêm đây có hai cái ngọng hoa nữa, đây một ngọng và đây một cái ngọng đã lên cao rồi. Thì coi như là cái cây hoa lan này mình tưới cái loại phân chất đạm NPK đều nhau. Vì vậy mà các bạn thấy cái bộ rễ hay là cái cây lan này của mình nó rất là tốt. Thì bây giờ để mình xem cái video lại gần mà mình chia sẻ từng cái loại phân mà mình dùng trong cái thời gian qua cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là năm cái loại phân mà mình dùng tưới cho hoa lan hồ điệp tại nhà của mình. Bốn trong năm loại này là phân hóa học, chỉ có cái này là phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì mình dùng để tưới vào cái thời gian mùa hè, là bởi vì phân hữu cơ thì nó có cái mùi hơi gắt, cho nên những cái mùa khác mình đóng cửa kính á, cho nên không có xài cái loại phân này, chỉ xài những cái loại phân hóa học như thế này thôi. Và ở ngoài thị trường thì người ta cũng có bán khá là nhiều loại chứ không phải năm cái loại này không đâu. Mình thì mình thích những cái loại này, với lại mình quen dùng đó thì mình mua về mình tưới cho cây lan của nhà mình. Phân hữu cơ thì mình không biết là cái NPK của nó như thế nào, ở trong này người ta không có ghi rõ cái phân cái độ NPK của nó. Còn phân hóa học thì nó có NPK khác nhau nha các bạn. Cái loại này á, là NPK 20 và 20 20. Cái bình một lít như thế này thì ở ngoài chợ người ta bán khoảng 60 đồng tiền đan, thì khoảng dưới 10 đô Mỹ một cái bình như thế này. Và siêu thị nào thì thường thường cũng có bán, nếu mà những siêu thị mà có bán cây trồng á, là có bán cái loại phân này hết. Cái loại này cũng là phân hóa học, NPK là 20 10 10. Cái loại này là một trong những loại rẻ tiền nhất, thì mình cũng thường dùng hai cái loại này mình tưới cho khi mà cái cây lan của mình nó đã lên hoa rồi, thì mình tưới để mà giữ cả ba bộ phận là rễ, lá và hoa. Thì mình là dùng cái ba cái loại này là nó rẻ tiền mà chất NPK nó cũng thích hợp cho cái cây lan vào những cái thời điểm. Cái loại này nó có 250 ml thôi, mà cái loại này là loại mắc nhất với cái chất NPK của nó là 40, 20 và 6,6. Cái loại phân này á, thì mình thường hay dùng để kích hoa, là bởi vì cái chất NPK nó chênh lệch nhau như thế này. Loại 6,6 này á, là cái loại phân cái loại kali, là mình dùng để mình kích cho cây lan nó ra rễ, nó ra hoa, cái loại để kích cho cây lan nó ra hoa. Và cũng đây là một cái loại phân hóa học NPK, đó là 30, 20 và 20.
cái loại này mình dùng sau khi mình dùng cái loại phân này, khi mình dùng cái loại phân này mình kích cây nó ra hoa rồi thì mình không có dùng cái loại này nữa, thì có thể mình dùng cái loại này để mình chăm sóc cái cây mình cho nó cái chồi hoa nó tốt hơn. Và những cái loại phân này mình đã chia sẻ với các bạn, thì bây giờ mình trở lại cái cách mà bao lâu mình tưới phân một lần. Bây giờ thì trở lại cái cách mà mình tưới phân cho cây lan ở nhà mình. Nếu mà thời điểm cái nhiệt độ từ 25 độ trở lên thì một tuần lễ mình tưới phân một lần, và một tháng mình tưới 3 lần phân, một lần mình tưới nước, là coi như một lần một tháng là ba lần tưới phân liên tục và một lần tưới nước. Và mình pha phân loại phân mà NPK 20 20 như thế này cũng được. 5 ml phân mình pha cho 1,5 lít nước và mình tưới riu riu vào cái gốc cây, mình cảm thấy cái vừa đủ nước ở trong cái gốc cây là được rồi, đừng có tưới nhiều quá thì nó chảy ra ngoài thì cũng dư thôi. Nhưng mà nếu mà tưới thì các bạn nên tưới nhẹ nhẹ, tưới từ từ thôi, để mà cho cái cây của mình nó đủ cái thời gian nó hút cái nước vào trong cái giá thể. Nói đúng ra thì cây lan nó cũng không có cần nhiều nước, mà miễn tưới sao mà cho cái nước nó vừa đủ để mà nó ngâm vào trong cái rễ thì cây lan nó sẽ sống thôi. Cây lan hồ điệp thì tương đối kén và hơi khó trồng, là tại vì nếu mà mình trồng lan bằng giá thể thì dư nước thì cây lan mình nó sẽ thối, cái bộ rễ nó sẽ thối và cây lan nó sẽ chết. Cây lan thì nó thường hay nó thích cái độ ẩm hơn là nó thích cái độ ướt, cho nên chúng ta tưới nước vừa đủ là được rồi. Thì mình tưới phân một tháng mình tưới phân 3 lần và mình tưới nước một lần, cứ một tuần lễ thì mình tưới một lần phân và mình tưới 3 tuần liên tục, rồi tuần thứ tư thì mình tưới nước, và cứ như vậy thì mình cứ xoay cái vòng đó thì cây lan mình nó sẽ tốt thôi. Đó là cái cách của mình tưới phân cho hoa lan tại nhà mình. Và cái video này thì mình cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn nhớ bấm chuông đăng ký ủng hộ mình nha. Và cái video sau nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn rõ ràng hơn về cái cách mà mình tưới phân và mình pha phân. Thật ra thì những cái video trước mình cũng có chia sẻ rồi, nhưng mà có nhiều các bạn không thấy được cái video đó thì mình sẽ làm cái video tiếp theo về cái cách mình pha phân, và mình sẽ quay cái cách mà mình pha phân như thế nào và mình tưới như thế nào để chia sẻ cùng các bạn. Và cái video này mình cũng chia sẻ ngắn gọn tới chừng này thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong cái video kỳ sau của mình nha. Xin chào.